Hello, chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ món cua xào cari nha bà con, ăn với cơm ngon lắm. Thì ở đây Lan có mua một thùng cua này là 6 con, 3 con Lan luộc, 3 con xào cari. Hello, chào cả nhà. Lan chuẩn bị 3 con cua này chút xíu nữa Lan mặn nó ra rồi Lan xào cari nha. Đây Lan có luộc con gà đi bộ để trông gỏi nha. Rồi 3 con cua thì Lan luộc ăn. Đó. Nói chung cũng làm đơn giản vậy thôi bà con. Còn lại 3 con thì Lan làm đằng chút xíu nữa Lan xào cari nha. Đây, ở đây Lan chuẩn bị đang xào cari nè. Thì ở đây có củ hành, tỏi, lá cari. Cua thì làm sẵn rồi nha. Đó, đặc biệt thì ở đây là cái cari mà dì Ba Lộc tự làm. Còn đây nãy giờ cua Lan làm sẵn rồi nhưng không quay phim nha. Rồi bây giờ Lan bắt cái chảo lên cho nó nóng nha. Rồi mình chế dầu ăn vô. Đó, bây giờ Lan chế dầu ăn vô. Đợi cái chảo nó nóng. Bây giờ Lan để chút xíu màu dầu điều vô nha bà con, cho nó màu nó đẹp đẹp chút xíu. Rồi chảo nóng rồi Lan để tỏi vô nha. Mình khử cho nó thơm. Rồi Lan để củ hành luôn nha. À, củ hành, lá cà ri. Nhầm người thì ta nhúng bột cho chiên sơ cua nha. Lan để vô xào trực tiếp luôn nha. Rồi Lan để cà ri vô nha bà con. Cái cà ri này ngon lắm, ở nhà của dì Ba tự làm nè. Bà con có thể xào bằng cà ri bột. Lan nêm nếm vô luôn nha. Một chút xíu bột ngọt, rồi một chút xíu đường. Đường không để một muỗng. Xào cua Lan không để muối nha, để muối nữa nó mặn. Chỉ đường với bột ngọt thôi. Cua xào cà ri. Hồi Lan ở dưới Bạc Liêu đem lên là bà nội xào cho ăn nè. Cái này chắc cũng bốn mấy năm rồi đó. Giờ Lan để vô nha. Rồi mình xào cho con cua nó thấm với cà ri nha bà con. Nhưng cái chảo ở đây, cái lò ở đây lửa nó yếu qua nấu không có thoải mái nha. Rồi giờ Lan để nước súp gà vô. À nha, Lan lấy nồi súp gà Lan để vô cái hộp cà ri này. Cua ngon quá không anh? Ngọt quá không? Lan để chút xíu nước súp vô, súp gà thêm nữa nha. Rồi đậy nắp rồi, con lợn nó có mù luôn nha, đậy nắp nè. Khoảng 20 phút nó mới chín bà con rồi. Rồi đây ta để trứng vô, bây giờ bỏ chưa tắt để luôn. Rồi mở đi. Đây. Quá trời ngon rồi. Rồi đây. Đây, chị lấy cái gạch ra đi. Nói chung ăn nước mắm nhỉ nó mới ngon, vậy mà nước mắm ngon ăn mới ngon. Đây nè, cô lấy cái ba cái muôn này ra đi. Đây. Xào. Cái lửa nó yếu. Rồi giờ chị để vô nha, để trứng vô. Này để này có ba cái trứng nhỏ lắm, nó xíu à. Không vậy mà cũng sọt rồi chị, sọt nước rồi. Rồi cái cho thêm một mớ đó vô nữa cho nó sống sống. Chưa, đợi cái này nó chín ra hả? Cái gặp nó chín luôn đi chị ha, để nó vô. Để từ từ, ớt để sao? Để mấy giờ nó cài cái mặt cục. Trời ơi, ớt nhà tao mà mày lấy để nhiêu đây hả? Ăn rồi chạy trốn luôn nha bà con. Bây giờ Lan để củ hành vô thêm nha, ớt để chút để lên mắt trên mặt cái gì ba. 2-3 trái thôi. Ai mà sớm sát cắn ngay cái trái này rồi. Đó, chứ ăn không nổi đâu bà con ơi. Đây. Càng bự lắm nè. Trộn hai tay chị. Đây cái càng cua nó nấu. Cái gì đó. Rồi cái này ăn với cơm bá cháy bùi chát nha bà con. Đó, rồi. Ở đó cua đào quýnh không có anh ơi. Không có cua đào quýnh, bây giờ lấy ra hai dĩa đi. Ở Queensland chị Minh có nói với em dẫn qua đi. Rồi chị làm này cho mát.
Nếu chị em nào chưa có ăn thử cái món cua xào cari thì nên làm ăn thử đi nha, rất là ngon bà con ơi, ăn với cơm mà gạo ngon nữa, nóng nóng đó, ngon dữ lắm. Hello cả nhà, đây là dĩa cua xào cari nha, mời cả nhà ăn với Lan nha. Cái dĩa này là xào theo công thức của bà nội Lan ở dưới Bạc Liêu đó, mời cả nhà su cua xào cari. Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim, cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan, và cảm ơn Lan, chúc bà con ngày mới vui vẻ khỏe mạnh. Xin chào cả nhà, bye bye bà con, hẹn lại clip sau, bye bye.